Sau đây là kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5, ngày 28 tháng 12 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3-1. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8-5-7. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9577, 8533, 6774. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1094. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 04072, 54722, 17045, 39682, 66250, 93242, 39593. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 50311, 36651. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 97745. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 25325. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 5470114. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 5470114.